Các bạn thân mến, ở Mỹ, lúc sửa đường, nhân viên thi công sẽ lấy lốp xe ô tô cũ chôn xuống dưới nền đường, sau đó mới thi công lớp mặt nhựa đường để lốp xe vĩnh viễn nằm lại bên trong đường quốc lộ. Làm như vậy rốt cuộc có tác dụng gì? Tại sao phải chôn lốp xe cũ xuống nền đường? Hãy cùng Hightech Amazing đi tìm hiểu trong video hôm nay nhé! Mỗi năm, thế giới sản xuất gần 1 tỷ các loại lốp xe cho xe ô tô, xe tải và nhiều loại xe khác. Đồng thời, trong thời điểm đó, cả thế giới cũng thải ra từng ấy lốp xe các loại. Còn ở Mỹ, cứ mỗi năm có khoảng 300 triệu lốp xe được thải ra. Đa phần, chúng sẽ được tái chế thành những sản phẩm khác để có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng lốp xe thải vẫn là một vấn đề nan giải mang tính chất toàn cầu, nhất là vài năm trở lại đây, khi mà tốc độ phổ biến của xe ô tô ở các quốc gia tăng cao. Lốp xe cũ hỏng mỗi năm thải ra môi trường trung bình của mỗi thành phố lên đến 90.000 tấn. Tại Việt Nam, tốc độ này càng nhanh hơn, trung bình mỗi năm tăng từ 6 đến 8%. Lốp xe ô tô cũ thuộc loại chất thải có hại. Cấu tạo lốp xe sử dụng cao su tổng hợp không nóng chảy hoặc rất khó nóng chảy, tạo thành từ các vật liệu có tính đàn hồi cao. Nếu bị đốt cháy, sẽ dẫn đến ô nhiễm nghiêm trọng môi trường xung quanh, cây cỏ không mọc nổi. Mà đem chôn thì cần hàng trăm năm mới phân hủy được, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật, gây nguy hiểm đến sự sinh tồn của rất nhiều sinh vật khác. Samuel Job Bonasso, kỹ sư xây dựng đã nghĩ ra một giải pháp hay để giải quyết phần nào đó số lốp xe cũ thải này. Đó là đem lốp xe và các vật liệu tự nhiên kết hợp cùng nhau, trở thành một phần của đường quốc lộ. Phương pháp của ông được gọi là Mechanical Concrete, nôm na tiếng Việt nó là bê tông cơ học. Samuel Job Bonasso đã phát hiện một vấn đề lớn, đó chính là các đường cao tốc ở Mỹ mặc dù chi phí xây dựng không hề nhỏ, nhưng sau thời gian dài chịu sức nặng của các loại phương tiện giao thông, đặc biệt là các xe tải hạng nặng, cũng sẽ rất nhanh bị xuống cấp nghiêm trọng. Vì để nâng cao tính chịu lực và kháng nén của đường và giảm tác động của xe tải lớn lên mặt đường, thì cần phải thêm vào một loại vật liệu có tính kháng nén cao. Bê tông cơ học là một phát minh có tính đột phá cao đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ. Đây là một công nghệ tổng hợp cốt liệu địa hình trụ được sử dụng từ các lốp xe ô tô phế thải để giữ chặt đá dăm hoặc các loại cốt liệu tự nhiên khác thành một khối vật liệu bền vững hơn rất nhiều lần. Kết quả là tạo ra một cốt đường gần như không thể bị phá hủy, do đó nó hầu như loại bỏ hầu hết các vấn đề xuống cấp của con đường sau khi thi công, bao gồm lún sụt, ổ gà hay sói mòn. Để dễ hình dung hơn thì kỹ thuật này chính là sử dụng lốp xe cũ hỏng tạo thành kết cấu tổ ong, đem vật liệu đá hoặc những vật liệu khác kết hợp với nhau. Kỹ thuật xây dựng nền đường bằng bê tông cơ học hoàn toàn đơn giản, nhanh hơn so với các phương pháp xây dựng đường thông thường sử dụng đá dăm nén chặt và có thể sử dụng con đường ngay sau khi thi công. Chi phí xây dựng đường bằng bê tông cơ học cũng thấp hơn từ 25 đến 50% so với xây dựng thông thường do sử dụng ít đá hơn. Bê tông cơ học cũng giảm chi phí bảo trì đường từ 50% trở lên. Việc sử dụng các lốp xe giúp cho nền đường thoát nước tốt, vì vậy nó chống lại sói mòn và sự hình thành của ổ gà. Khi mặt đường phải chịu lực nén lâu ngày sẽ bắt đầu yếu dần. Khi thêm trọng lực của các phương tiện giao thông, lớp đá trong cốt nền sẽ phân tán ra theo chiều ngang, kết cấu nền đường biến mất, dẫn đến mặt đường bị lõm khi xe chạy qua, hình thành nên các ổ gà, hai bên đường cũng vì thế mà bị sụt lún. Bê tông cơ học có thể ngăn sự dịch chuyển của lớp đá bên trong, tạo lớp cốt nền chắc chắn hơn ít nhất 3 lần so với các phương pháp truyền thống thường có chi phí cao hơn, yêu cầu bảo dưỡng nhiều hơn và dễ bị hư hỏng hơn. Bê tông cơ học là các trụ tròn, có nguồn gốc từ các lốp xe ô tô thải đã được loại bỏ thành hai bên, sau đó chúng được lấp đầy bằng đá dăm hoặc các vật liệu khác. Kết hợp những vật liệu này tạo ra nền đường chắc chắn hơn, bền bỉ hơn và đáng tin cậy hơn. Nếu bạn đổ đầy đá vào một hình trụ, nó sẽ cứng lại ngay lập tức. Đó là những gì xảy ra với bê tông cơ học. Đường làm bằng bê tông cơ học có thể chịu lực đến 50 tấn trên mỗi mét vuông. Khả năng chịu tải của nó chỉ bị hạn chế chủ yếu bởi các điều kiện của lớp dưới. Trung bình 10 đến 12 lốp ô tô kích thước tiêu chuẩn có thể tạo ra 1 mét khối bê tông cơ học và 12.000 lốp xe như thế sẽ tạo ra 1,8 km đường với chiều ngang là 4 mét. Một giải pháp tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng mang lại hiệu quả ngoài mong đợi phải không các bạn? Công nghệ này cũng đã tái sử dụng và biến số lượng lớn lốp xe phế thải thành một mặt hàng xây dựng có giá trị, thân thiện với môi trường và bền vững.
Hiện nay, một loại lưới điện kỹ thuật có tác dụng tương tự như bê tông cơ học ngày càng được sử dụng rộng rãi trong việc gia cường nền đất yếu trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tác dụng chính của nó là tăng cường khả năng chịu kéo mà đất yếu gần như không có. Từ đó, làm tăng ổn định khi đất nền chịu tác động của tải trọng bên ngoài nên thường được sử dụng dưới nền đắp hoặc trên mái dốc đất đắp. Nguyên lý của giải pháp này là dùng lưới điện kỹ thuật làm cốt tăng cường ở đáy nền đắp, khu vực tiếp xúc giữa nền đắp và đất yếu. Do bố trí cốt như vậy, khối trượt của nền đắp nếu xảy ra sẽ bị cốt chịu kéo giữ lại, nhờ đó tăng thêm mức độ ổn định cho nền đắp. Giải pháp này thi công rất đơn giản, nhưng cần chú ý là nó không có tác dụng giảm lún, vì vậy chỉ có thể sử dụng một mình khi độ lún trong phạm vi cho phép. Xu thế phát triển là sử dụng các loại lưới điện kỹ thuật để tăng ma sát giữa đất yếu và lưới, có lợi cho việc tạo ra lực kéo. Việc đặt một hoặc nhiều lớp thảm bằng lưới điện kỹ thuật ở đáy của nền đắp đầu cầu sẽ làm tăng cường độ chịu kéo và cải thiện độ ổn định của nền đường, chống lại sự trượt trụ tròn. Như vậy, có thể tăng chiều cao đắp đất của từng giai đoạn, không phụ thuộc vào nguy cơ lún trôi của đất. Lưới điện kỹ thuật còn có tác dụng phụ, làm cho độ lún của đất dưới nền đắp được đồng đều hơn.